mô đi phật ngay nam mô bồng na ca mô đi phật nam Phật. kính thưa đại chúng thì hôm nay là chúng ta bắt đầu thực tập cái phá tu tập trải nghiệm thì như hồi sáng chúng ta đã làm cái lễ phát nguyện thì cái thời giờ tu tập của chúng ta nó có những cái giờ nhất định tuy nhiên thì tôi đã chia sẻ hồi sáng thì mình mới trải nghiệm thôi thí nghiệm để rồi bắt đầu những cái kỳ sau đó, nó đi vào cái nền nếp ổn định hơn thì hôm nay là nó trùng ngày chủ nhật là cái ngày mà để chúng ta hàng tuần thì học kinh pháp cú cho nên sáng nay vẫn là học kinh pháp cú bắt đầu tối nay và chương trình 4 ngày thì học cái kinh bắt đầu nhân giác Điên <laughs> sáng nay thì chủ nhật cho nên tiếp tục học kinh pháp cú kỳ thứ tư à, cái điều mà chúng tôi rất vui là dầu mấy đạo tràng mình nó mới ban đầu nó ít ổi nó có giới hạn nhưng mà mình khỏi có nước rồi À, đủ cái bộ ban để mà làm việc, <laughs> đủ cái bộ ban để làm việc. Nhưng mà đều có cái là hy vọng rằng cái à, tương lai đây nó có vài vị à, sẽ ít tuổi hơn nếu được cái điều may mắn. Nói nói vậy thôi chứ dầu hiện giờ đủ bộ ba, bốn ban làm việc nhưng mà người nào cũng ngoài bảy mươi hết rồi, <laughs> ngoài bảy mươi. <laughs> sáng nay tụng thời kinh nó rất là ăn nhịp thì dầu rằng hai cái giọng bổng giọng trầm nó khác nhau vì tôi là đàn ông các chị là tín nữ cho nên hai cái giọng khác nhau nhưng mà thấy nó ăn nhịp ăn nhịp từ cái cái người gõ mỏ cái người gõ chuông cho tới cái giọng tụng thì đại chúng nó nhớ rằng là à, như tôi hồi hồi sáng ăn mình cũng có chia sẻ dù cái vấn đề mà cách tụng đó ừ, thì thành ra cho nên chúng ta hãy cố gắng à, cái giọng của các Phật tử tụng kinh rất hay, này tôi nói thành thật hồi nãy tôi ngồi ở trong phòng để tôi soạn cái chương trình quả đường trưa đó và nghe cái giọng tụng rất là hay để cái nếu như được cái dịp mà tính nữ không á thì nó không có chỗ cái giọng tôi thì à, cái giọng nó không có dài cái hơi nó không có dài dầu rằng nó cũng không mấy là truyền cảm nhưng mà đừng có cái độ cảm á, thì nó có một chút <laughs> nó có một chút là sau cái thời gian mà thầy tôi thầy bổn sư tôi rầy á thì dường như tôi lúc đó còn ngây thơ, còn còn nít. Cho nên thực tập. vậy mà cái giọng tôi bây giờ nó không hay nhưng mà là có thể người ta nghe được. Đây là sự thật. Cái ngày mà tôi phát tâm bỏ nhà, lìa khỏi cha mẹ để vào chùa, còn lúc đó cái tuổi mới 13, cho nên cái giọng nó bắt đầu nó dậy thầy, nó bể tiếng. <laughs> nên tụng kinh rất là khó nghe nhưng mà thông thường tôi nói xấu hay đóng phim ác xấu mà thích đóng phim ác nghĩa là cái giọng mình tổng không hay mà mình phải cầm cái ô bạc lưa hồi xưa gọi là xài cái ô bạc lưa chứ không phải xài cái cái đồ tốt chứ bây giờ đâu cái ô bạc lưa đó các gì đó cái ô bạc sắt đó mà cầm cái microphone cái micro nó tụng là nó giang dội mà cái giọng thì nó như tiếng chuông bể ngộ cái tiếng chuông á nghe nó hay mà hạ tới cái chuông bể là nghe nó vô duyên nó rè không thầy tôi mới nói ông bây giờ ông tụng kinh nghe khó nghe quá bởi vì cái giọng mình nó bể tiếng mà còn la nữa thôi bây giờ chiều chiều ra giữa cánh đồng nó đứng một mình để la lên ra sao mà mất các con trâu nó nghe nó quảng hồ nó câu đuôi nó bỏ nó chạy nó thì mới bể cái tiếng nó lại còn không thì đào cái lu khung mặt vô đó mà la thì lúc đó thầy tôi nói mình cũng tự ái lắm chứ nít mới lớn là thầy chê vậy mà mình thì phải cầm mấy để tụng mà thầy chê mình vậy đó cái tự ái ghê lắm nhưng mà rồi á thầy tôi mới nói thôi bây giờ còn cách nữa là hãy niệm với câu nhất thiết chúng sanh hỷ kiến phật hồi đó tôi không biết cái danh hiệu đó là chi mình cứ nghĩ là mình hiểm vậy có một phật nào đó tên là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến phật hỷ kiến bồ tát tới gia lực cho mình nhưng mà sau này thì khi lớn lên đi học á thì biết cái câu nam mô nhất thiết chúng sanh hỷ kiến phật á thì dành cho một cái đức hiệu mà của người gì của đức phật đi tu và bà trải qua nhiều đời làm tỳ kheo ni được phụng sự cúng dường chư phật và làm hết cái đạo bồ tát thì coi như là thành phật hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến thì chỗ này tôi cũng sẵn đây tôi cũng chia sẻ luôn á như vậy người nữ cũng thành phật đó chứ ai cũng thành phật hết á nhưng mà muốn cái người nữ mà muốn bao thành Phật á là phải làm được những cái điều Đức Phật dạy cho người gì của mình là phải làm cho mọi chúng sanh vui lòng thấy không cho nên thường bây giờ tôi xin phép bữa nay tôi nói vòng vòng chút có thường người nữ thì hay sao hay thắc mắc hay chấp chặt hay giận dữ hay phiền muộn phải không mà bây giờ làm sao mà mình làm cho được mọi người được vui lòng thì coi như là ngon rồi đó thành chuẩn bị bước lên bờ giác á Thí dụ trong một cái tập thể có mấy người thì không sao. Nhưng mà đông người, mỗi người một ý mà mình là người nữ mà mình mình vừa lòng hết, mình làm cho thuận làm hết được đó là sống thành Phật. Thành ra cái câu Đức Phật thọ ký cho Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm Di nó đơn giản như vậy. Nhưng mà tới khi tôi đi học tôi mới hiểu. Thành ra cái giọng của mình cũng vậy sở dĩ sanh sanh ra một cái vùng đất rồi có cái giọng nói bỗng trầm giọng nói đớt đát hay giọng nói khó nghe mà làm mình sanh ra chỗ đó mà mình làm sao mình chuyển được cái nghiệp của mình cái giọng của mình được trong trẻo trong hiện đời nói người ta nghe dễ là cũng là cái phước của mình nhiều kiếp này mà Đức Phật dạy rất rõ là mình nói nói lời hay ý đẹp nói không có nói dối không có nói lưỡi đôi chiều không nói lời hung ác không nói lời đâm thọc thì chắc chắn cái giọng nói của mình nó sẽ dễ nghe không phải một hiện đời mà nhiều kiếp vì sao cho nên bây giờ nếu các phật tử hiện tại có mặt ở đây mà giọng nói được dễ nghe đó là các vị biết là mình có phước lắm rồi đó Mà giờ chính mình tạo cái phước đó chứ không ai ban cho mình hết đó. chính mình tạo cái phước để mình cái giọng nói của mình nghe nó dễ nghe <laughs> nói như vậy không có nghĩa là tôi chơi hết tất cả những vùng miền có giọng nói khó nghe thật sự ngay cả miền nam tôi nếu mà sanh ở miền nam rặt như ở Bánh tre ở cần thơ Ví dụ vậy thì cũng sao? Ôi còn các cô hồ như gỗ kêu gồ gồ mày. <laughs> Chứ đâu phải là nói vậy là là dễ nghe đâu phải không? À, con trâu trắng cột cái gốc che ăn mày. Chứ đâu phải mà người miền Nam và thật sự dễ nghe. Thành ra tôi thấy trên bước đường tu tô của tôi đó thì tôi có trải qua rất là nhiều và tôi bị cái nghiệp rất là nặng nề đó là giọng nói giọng giọng tụng kinh không có độ không có không dễ nghe rồi giọng nói nó ồ ê nhưng mà nhờ trong quá trình hồi còn nhỏ đó nó thơ ngay nó vụng dại cho nên mình dễ sửa lắm dễ uống nắng lắm nhưng mà tới giờ này nè tuổi bây giờ này là tôi lại khó uống nắng mai cho tôi là tôi được vào chùa sớm đó thưa quý vị vậy uống đang vậy mà cái tánh cương lĩnh cái tánh mà thẳng thắng cái tánh mà ngang gọi là là, là gì đó kêu mà can cường đó, thì thật sự tới giờ này uống vẫn chưa được nha <laughs> nói đi nói lại có cái tánh có những thứ dễ uống nhưng mà những thứ khô uống thành ra các phật tử nữ á, may mắn được cái giọng nói dễ nghe được giọng nói triều mới được giọng tụng kinh ta nghe ta đầu cảm là phước lắm ta đã hãy cố gắng tất cả đều là gì đều từ đâu đều từ tâm và hôm nay tiếp tục học câu pháp cố cũng nói về chữ tâm câu pháp cố đầu tiên mà học qua ba kỳ trước đó, là nói rằng tâm dẫn đầu các pháp tâm làm chỗ tạo tác tất cả nếu đem cái tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành động thì cái sự khổ sẽ kéo theo như bánh xe lăn theo chân con hoặc kéo xe thì hôm nay mình học tiếp một cái câu pháp cú cũng nói chữ tâm đó và cũng 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 cái mục đích đó cũng cái nghĩa đó tôi xin phép okay. <laughs> là cũng dẫn tâm tâm dẫn đầu tâm làm chủ tâm tạo tác câu thứ hai phật dạy trong các pháp tâm dẫn đầu tâm làm chủ <laughs> tâm tạo <laughs> tất cả nếu đem cái tâm thanh tịnh nếu đem tâm thanh tịnh tạo cái nghiệp nói năng hay hành động sự vui sẽ theo nghiệp kéo sự vui sẽ theo nghiệp kéo lớn như bóng theo hình câu này thì nghe nó dễ hơn cái câu trước ha trong các pháp tâm dẫn đầu tâm làm chủ tâm tạo tác tất cả nếu đem cái tâm thanh tịnh tạo cái nghiệp nói năng hay hành động sự vui sẽ kéo đến như bóng theo hình như vậy tuy là nói vậy thì vẫn vẫn là đủ ba nghiệp thân cầu ý ha chữ tâm thuộc là ý cái gì phải không tâm là ý nói năng là gì khẩu hành động là thân thân hành động thân hôm nay thì gọi là tam tam nghiệp Ê, à. Cái câu này nó có một câu chuyện đặc biệt. Cũng nói lên một cái ông già giàu. Anh giàu ông keo kiệt. Cái câu đầu, câu số 1 rồi thì nói lên một ông thầy thuốc. Thấy không? Ông thầy thuốc, ông, ông vì cái hận ông. Vì cái hận này ông trả thù. Mà cái hận này là cái hận ổng ông giận cái người nói dối. Tôi tóm tắt là cái câu đầu á, là vì có ông thầy thuốc ông chữa bệnh cho một người tín nữ mà người tín nữ đó thì bị cái bệnh là bị mù mắt đau nhất gặp ông thầy thuốc này ông hứa ông trị thì bà tín nữ này nói là nếu như ông thầy thuốc này mà trị được mà hết cái bệnh đau nhất á sáng trở lại như thường thì bà sẽ cùng với những đứa con của bà sẽ phụng sự sẽ phục vụ cái ông thầy thuốc này suốt đời thì ông thầy thuốc này ông chế thuốc cho bà này trị sáng mắt nhưng bà sợ rằng là nếu nói rằng hết bệnh ông mắt á thì sẽ phục vụ cho ông này cùng với con mình làm tôi làm mọi suốt đời bà mới nói láo bà nói là sao càng ngày từ ngày tôi uống thuốc của ông càng lúc mắt tôi nó mù thêm nó đau thêm thế thì ông thầy thuốc này ông nghĩ là sao ông nói bà muốn quệt ha muốn quệt thì tao cho đuôi muốn đuôi cho đuôi <laughs> muốn như vậy sẽ được như vậy thì ông về ông mới tâm sự với vợ nhà và ông suối bà vợ nhà đem một cái liều thuốc tới để cho bà này sao uống đuôi mù luôn cho nên cái nghiệp của ông thầy thuốc này khi tới một cái duyên gặp đức phật cái đời mà đức phật thích ca ra đời đó thì ông này làm một tì khéo. Chứng là một tỳ kheo chứng của a la hớn nhưng mà cái nghiệp phải trả phải đuôi mù tôi nhắc đó là cái câu cái ba kỳ trước cái nội dung nó vậy đó thì để nói cái gì cái chuyện hiện đời các vị tu tập như thế nào không biết. Cho tới chứng quả gì không biết. Nhưng mà cái hành động, cái ý nghĩ, cái lời nói trong quá khứ mà tạo cái nghiệp đó. Nó dẫn lâu cho tới cái cái hiện tại phải trả, hiểu không? Thì tại sao ông này theo lễ chứng qua la hớn rồi thì thì trừ chứ. Sao tu không trừ? <laughs> các vị nhớ, ở ngoài đời thế gian á có khi nó còn có lực bù trừ thí dụ như người ta muốn hành tội cái gì đó thì người ta còn coi là cái luận án cái 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 luận tội là nếu có làm gì đó thì người ta còn trừ nha còn cái luật nhân quả nó không có lực bù trừ khi nào đắc đạo thì nó trừ ở chỗ nào nó trừ ở chỗ an tâm mà trả các vị hiểu không? Mình không có đắc đạo Thì mình trả mình cảm thấy mình thù hận, mình đau đớn Ví dụ như kiếp này Sao kiếp này có nhiều bà Sanh ra đó được chồng Gọi là cứ như trứng hứng như hoa Có bà sanh ra là sao Chồng nó mê vợ bé gì nó quýnh bù đầu bù cổ Nó bắt mình phải đẻ con mình nuôi gần chết đủ thứ chuyện khổ đau trong cuộc đời Còn có người thì á nhưng hồi đó nói vậy thì chắc là liên thạch nhớ kỳ mà tôi ở chùa phật quan á nhớ không chứ cô tịnh liên là cô dung á cô dung cũng có một người bạn tịnh liên có một người bạn mà bà này không có đến đó không có được đẹp như uh, cỡ diệu nghĩa lành dữ gì đâu thật sự tôi giờ là không đẹp bằng mấy cô này tôi nói xin lỗi thiệt vậy đó không phải là tôi nói vậy tôi khen mấy cô để mấy cô nấu đồ ăn ngon tôi ăn nhưng mà không có đẹp bằng mấy bà đâu mà có cái phước đặc biệt có bốn ông chồng hưởng bốn cái gia tài mà lúc đó mỗi gia tài là mấy trăm ngàn đô cái năm cách mười, mười mấy năm mấy mươi năm về trước chứ không phải mười năm về trước mười năm là lúc đó tôi qua tôi gặp lại là bà đã hưởng rồi bà qua bà đi gọi là gọi là đi vượt biển qua bên này thôi qua bên đây gặp được một ông chồng lớn cũng lớn lớn tuổi thì nghĩ rằng lúc đó khổ quá thì gá với ông này để cho cũng như để để nó qua cái cơn bỉ cực cái, kiếp vượt biên qua thôi ai ngờ mới gá nghĩa mới năm sáu năm ông chết thì bà này cứ nghĩ thôi là vậy là cuộc đời mình coi như là cũng cảm ơn cảm nghĩa nhiêu đó không ngờ tới thì ông chết lực sư nó mới đem cái gì chút ra bà hưởng nguyên một cái gọi là cái 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 hao sinh cái chung cư á tôi gọi tới việt nam đi áp bọc minh mà ông cắt bao nhiêu phòng mà bà ta không biết hàng tháng ông đi thâu tiền thôi thì khi ông chết ông để lại nguyên cái đó là bà ta cho thuê cái đó thôi là ta ăn suốt đời hết nhưng mà ta thật sự không nghĩ tới cho tới khi bà gặp một ông mỹ thứ hai gặp ông ông người philippines ông qua đây ông làm ăn mà ông có gia đình thì bà cũng nghĩ là thôi cuộc đời mình đâu có cần nữa cần cái tình cái, cái tình nghĩa hung đúc trong cái tuổi về chiều cho tới ông này chết để lại một cái gia tài đồ sộ nữa mà trải qua bốn ông chồng như vậy bốn ông chồng và cuộc đời bà ta nói thẳng là không hề biết chùa tiền, không hề biết nhà thờ có nghĩa là không hề biết một tôn giáo gì cũng không hề biết làm một điều từ thiện nào mà cứ có nhiêu tiền vậy là bây giờ tuổi sao bốn ông chồng chết hết bà chán cái tiền nó đi nhảy đầm đi kia Mà thật sự hết đời bà cũng không hết Mà tới bây giờ thì nếu như bà còn sống thì Bây giờ cũng ngoài 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 85 rồi thì không biết là còn hay không biết Như thế nào thì mình cũng không biết nhưng mà tới giai đoạn đó tôi biết như vậy đó Bốn ông chồng hưởng bốn gia tài hơn một triệu đô la thời bây giờ Bây giờ bốn năm 10 triệu đô la chứ không vừa mà không hề đẹp lắm như đó mà mà điều là đặc biệt đó là bà không hề nghĩ rằng bà hưởng cái của đó mà tới cái, cái cái, ngày mà mà trong ngày hay bốn chín ngày của ông chồng đó thì lực sư nó đem đi chúc là không à các vị thấy cái số phải 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 là cái đây là bà có từng gọi là gieo cái 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 nhân gì đó tốt lành về cái việc mà mà của báo trong quá khứ mà hiện đời bà không biết gì hết không không hề sức một đồng làm từ thiện thậm chí đó cô tịnh liên cô nói đó con rủ bà đi ăn chùa đi đi chùa bà tới bà cúng bà nói tao ăn giỏi chừng 10 đô tao cúng hai đô là có dư rồi đó mày bà không cúng nữa nghe rồi đi tới nhà thờ đi những cái cộng đồng tới đó bà cũng không đóng góp gì bà ăn tới giờ bà ăn cái bà tới cung dây dò bà tính đồng hai đồng rồi tô vốn bà tính như rồi bà cúng bà cúng gấp đôi vậy bà bà phụ gấp đôi vậy bà nó tao đã làm dư rồi đó chứ không hề mà phải đi giàu có vậy mà bà ta đóng góp vô kêu bằng trăm ngàn đô la năm chục ngàn không vậy mà cái phước nó vẫn có như vậy đó thì ý của tôi nói cái chuyện đó đó là sự thật đó chứ không phải là không phải là mình nghe đâu đó, là chính mắt tôi thấy tay tôi nghe đó bà tới với tôi bà cúng hai chục đô lần sau đó cái bà năm đó là tôi nhớ là bà 75 tuổi rồi mà bà gặp tôi bà xưng em không à mà mình cách 10 năm trước thì các chị biết tôi ba mấy tuổi chứ nhiêu mà nói chuyện mình bà xưng em cái tôi nói trời xưa cụ quá đừng kêu đừng kêu tôi bằng cụ kêu bằng cô kêu bằng em đó chị em trẻ tôi nói xin lỗi bà năm nay nhiêu mới có bảy năm rồi tôi trời ơi vậy mà bà trẻ quá trời trẻ tôi tưởng đâu bà giỏ chừng năm bảy vừa nghe nói vậy bà đang ngồi trên ghế vậy bà nhảy cái bình xuống bà téo hai giờ bà mừng rồi bà cúng được bốn đồng cúng ở đó giờ hai chục tới ai cúng hai chục mà bữa đó khen được bốn chục tôi nhớ rất rõ cái hình ảnh đó, đó nghe đó mà hưởng bốn giờ gia <laughs> không có không có để ý nữa, nó đâu đâu ừ. có để ý đâu thì có thể ông đó vậy cũng có thể trời bốn ông chồng thầy đừng ngữ dẫn nha một ừ. đời người mà bốn ông chồng mà chết hết cả trời ơi, kinh lắm ừ. này. mà này mái cao bịt mắt luôn đấy bà quen bà quen nhưng mà bà hiện giờ bà đó còn một ông thứ năm đang ghẹo bà mà lúc đó bà 75 mà ông đó 83 tuổi ông nói là bây giờ ông có một cái gì ở Hawaii quy vi á đó ông rủ bà qua bệnh sống ông sẽ cho bà nữa bà nói thẳng mà Năm đó bà 75 mà ông 83 tuổi ừ. đó. Không, có nhiều người đại biệt như vậy ừ. đấy. <laughs> Nhưng mà con nhất nhà bà đã có gái cao lắm <laughs> nên Cho lắm. nên trở lại cái vấn đề á Thành ra cái cái việc đạo Phật mình là cái nhân quả nó rõ ràng Không phải của Phật mà của cái vũ trụ tinh hoa này á, Cái nhân quả nó rõ ràng lắm Nhưng mà cái người mà có tu á thì cái quả nó trả tới biết mình đã lỡ làm những điều ác nghiệp ở trong quá khứ trả tới mình vui vẻ mình mình bằng lòng mình trả nghiệp còn không có tu thì sao mình than trời mình trách đất mình rủa trời đất bất công trời đuôi trời không có mắt đất rộng đất không có lỗ tai cái đủ thứ hết à. mà mình không quán chiếu được rằng cái quá khứ của mình đã tạo những ác nghiệp cho biết bao nhiêu người khổ mà mình cứ mình thấy cái hiện tại vì vậy trên tinh, tinh thần nhà Phật trên tinh, tinh thần Phật giáo đại thừa thì thì có câu là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả trở lại vấn đề như vậy thì giàu cho A La Hán như cái ông tỳ kheo mà đã qua lớn thời Đức Phật đó vẫn phải trả cái nghiệp đuôi mù là cái nhân của ông đã vì một chút cái cái thay đổi về ý thức của mình Hành ra Phật tử rất cố gắng nha. Tôi nói đây là chương trình nó rất là rõ ràng á. Các Phật tử nhớ đang lúc im xuôi thì mình đừng có nghĩ cái gì vẫn dơ hết trơn á. Đó là tôi dạy cho chính tôi cũng vậy. Tôi cũng có tật. Thường thường người ta nói ở không có nhà cư với bất thiện. Khi mà thầy trò huynh đệ gần nhau quá thì nó hay sang cái tâm nghi ngờ. Vì không có tình thân nào, không có không có thù trong đó là tôi thường hay nói vậy. Vì vậy mà bây giờ tôi rất là ít, ít xả ít, dám gần thân với ai mà thố lộ hết cái nỗi lòng của mình lắm. Bởi vì tôi thường thường tôi thân với ai tôi thấu lộ hết nỗi lòng của mình thì thành ra họ rất là xem thường, rút kinh nghiệm. Vì vậy mà mình cũng chừa lãng số. Cho nên nó nói câu là nhân thân hữu thiết tam phân thổi. Mình thân với người, mình có nói đó, thì mình chớ nó hết ba phần mình trưởng phần chỉ khủng nhân hoài lưỡng giải tâm chỉ sợ có người một mặt mà hai lòng mình nói thiện nhưng mà họ làm cho nó méo mó câu chuyện nó thành dữ nói lành mà là thành dữ nói tốt mà thành xấu nó thường hay vậy các gì thấy được cuộc đời các gì chơi với bạn có thường chỗ đó không mình nói cái thiện ý nhưng mà họ thông, thông dịch làm sao á cuối cùng nó trở thành ác ý đó là thường cái nghiệp của chúng sinh nó lôi kéo là như vậy. thì tới cái câu chuyện này á thì lại có một cái có một ông thầy câu chuyện này thì có một ông bà la môn mà ông này có cái tên của ông là Adina Bubaka nhưng mà thôi tôi nói tiếng việt dịch nghĩa của ông là không cho cái nghĩa đó dịch cái nghĩa là không cho là không cho ai điều gì hết á. À, vì ông ta đó sợ cái gì cũng sợ sợ hết sợ mất hết gọi là keo kiệt không cho thậm chí ông có một đứa con trai duy nhất ông rất là thương mà ông không dám mua một cái đồ trang sức cho nó cho nên ông mới tự động ông mới lấy vàng đó ông ta mới đốt ông ta mới mới mài cho nó mỏng thiệt mỏng đó để ông ta đeo cho nó mà xưa nhớ cái phong tục ấn độ là có đeo đàn ông đeo, con trai nó đeo đeo sợi dây lòng thòng rồi nè thậm chí ông không dám mua nữa mà ông tự tay ông làm như vậy đó cái thằng con trai của ông có tên là Matha dịch ra là cái hoa tai sáng bóng là do ông làm <laughs> lên 16 tuổi thì người cậu con trai này có cái bệnh chắc mình ngày nay gọi là bệnh gan á là vàng da thì bây giờ mình bệnh gan chứ gì <laughs> bà mẹ trông thấy thì rất nóng ruột mới hỏi ông chồng thôi bây giờ để mình mời thầy thuốc tới để mà chữa cái bệnh cho con của mình. Dầu là ông thương con nhiều như vậy mà ông không muốn thầy thuốc nào tới, ông cứ sợ tới lại rồi vụ ông à, thuốc này thuốc khác rồi ông tốn tiền đi. Ừ. Rồi ông mới nói với bà vợ rằng là nếu mà gọi thầy thuốc đến á thì tôi phải tốn lúa tốn gạo tốn này kia để mà trả thuốc trả tiền trả trả thuốc thì kho mình nó sẽ hao hụt sao bà không để ý cái gia tài bà bà sao bà bà không bà phung phí quá vậy ông nói bà than thở gì đó vậy thì Thế là ông đi tới tới tìm từng ông thầy thuốc, ông hỏi đơn hỏi ren có có phương thuốc nào trị bệnh ông tới giờ ông hỏi thuốc này ông ông về ông tự vào tới ông trị. Con bị bệnh như vậy vậy đó. Thì họ mới liền kể các thứ vỏ cây, tên cây vân vân. Thế là ông đi tìm đủ thứ vỏ cây, tên cây, lá rừng để mang về chế thuốc cho con. Nhưng dầu làm hết cách, bệnh trạng đứa con nó ngày càng tệ hơn cuối cùng hết phương cứu chữa ông mới mời hẳn vọng thầy thuốc đến nhìn thấy chàng trai quá yếu cho nên như vậy mà ông thầy thuốc này khéo từ từ khước nó nghe là ông nói là hết cách rồi thấy con mình gần chết giàu đã đau buồn nhưng vẫn không quên cái tính keo kiệt bo bò giữa của <laughs> Nên giờ ông ta mới ra lệnh là mang đứa con ra bỏ hàng ba bị nó gần chết rồi Mang bỏ hàng ba Bởi vì người, ông sợ một điều á Là đứa con mình nó gần chết đây rồi chồm sớm tới thăm nó thì Vô nhà thăm nó ngó thấy gia tài rồi Cho nên rồi ré lén rồi mất đi Tôi tính lo cái bằng bảo thủ tới mức độ vậy đó hôm ấy từ sáng sớm thì đức thế tôn đã xác định đại bi và để tìm xem những ai có lập nguyện trong đời chư phật trước những người căn lành tròn đầy những đạo hữu có thể xuất gia giờ tôi tóm tắt cái này nè bởi vì cho nên đó, nhiều khi học hay quá viết văn dài quá thành nó dở <laughs> tôi tóm gọn có nghĩa là đối về một vị phật đức thế tôn á là ngài đủ gọi là tam minh lục thông cho nên mỗi sáng sớm á phật cũng như là thánh đệ tử nha chứ còn phàm đệ tử có thánh đệ tử của phật các tôn giả lớn á mà chứng thánh quả rồi đó thì sáng nào thức dậy thì ngài cũng cũng thiền tọa đừng nói thành phật không còn thiền nhé thiền tỏ rồi ngày nhập định rồi ngày xuất định mà sáng nay ngày mỗi ngày như vậy xuất định cái tâm bằng cái tâm đại bi để chi để quán chiếu coi bữa nay mình độ ai cái duyên gì đó là nhiệm vụ của một vị phật nhiệm vụ của những người chứng thánh quả còn nhiệm vụ mình làm gì ha <laughs> có khi mình cũng gọi thầy vậy nhưng mà xuất định rồi lo coi sáng nay lo chạy xô đầu trước <laughs> gửi vô đa gọi là coi sáng nay chạy cái xô đầu trước <laughs> giữa phật và mình nó khác nhau chỗ đó đó phật và thánh tăng thì nhập định sức định là cái tâm đại bi cho nên quán chiếu coi chúng sanh nào mà có duyên với mình từ kiếp trước hay là từ chư phật trước để mình phải độ thì vậy thì sao? Đức Phật mới quát chiếu là có cái thằng nhỏ. Cái thằng nhỏ này nè là có cái duyên. Nó bệnh, nó sắp chết rồi. <cười> <cười> Nhưng tiền căng á, nó có gieo với nhân lành. Thì giống như á, là nói về quá khứ á, nó có một cái lần nó cũng gọi là thập tử nhất sanh vậy đó lúc đó nó không biết kêu ai hết trơn á nó kêu nam mô phật một lời như vậy thôi nhưng mà cái đời này á nó thanh ra gặp cha mẹ như vậy gia đình như vậy hoàn cảnh như vậy mà cái tiếng nam mô phật đó nó vẫn còn lưu ở trong gọi là hư không này thế thì đức phật mới tới quá độ đó đức phật dùng cái tâm thì bây giờ cái nãy nó mình nói vậy thì nó nghe nó hơi mơ hồ nhưng mà thực tế thì giới tinh thần kinh tạng Nikaya các cái tiểu bộ kinh các cái thường hay có nhắc cái vấn đề này giống như là giữa tâm truyền tâm á tới độ đó thì nó chết nó chết nó, nó trở thành nó có cái phước nó trở thành được chư Phật dạy cho nên khi khi được Phật dạy cho nên họ chết họ trở thành một vị chư thiên cái này để tôi chia sẻ với các vị nè này. này tôi không đã phá nhưng mà để các vị biết những cái kinh mình học á, kinh nào thời kỳ đầu, kinh nào thời kỳ mà qua Trung Hoa mới có, kinh này thời kỳ mới gia nhập. Không có nói tới cực lạ. Thay vì Đức Phật đó, Đức Phật tới quá độ, Đức Phật chỉ cho về tịnh độ, phải không? Và đằng này, từ cái kinh Vũ Lan, là cũng thanh thiên, phải không? hoặc bà Thánh Đề thanh thiên, từ kinh các loại kinh ban đầu, đều không có nói tới cái cõi tây phương cực lạc nha chỉ sinh thiên thôi sinh thiên giới thôi như vậy thì cái giai đoạn này đó với cái nền giáo lý đạo phật nó còn gần gũi thật thiết thực với cái bà la môn giáo và hồi giáo nha phải không các vị thấy công nhận được đó không bởi vì bây giờ bà la môn bà la môn giáo rồi sau đó sau đạo phật thì hồi giáo thì họ chỉ quan là một là ở khổ tại cõi ta bà này là do bề trên nhận xuống cho mình phải gánh chịu thành ra cái người nào mà vượt thoát cái nỗi khổ đó thì được sanh thiên thôi chỉ quan niệm như đó là chính thôi rồi dần dần cái đạo phật nó phát triển lên á mới, mới, có là ở mặt đất này rồi ngoài mặt đất này ra nó còn ở địa ngục quỷ sanh rồi còn trời rồi, rồi, còn thinh gian viên giác bồ tát phật dài 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 ở trên dài dài ở dưới nữa các bạn thấy không cái tâm thức mình nó kéo dài ra nhưng mà nếu cái sự hiểu của cái người có tu tập thật sự thì chỉ biết có là chân tâm và vọng tâm hay là nói là tâm thiện và tâm ác thôi hãy tâm lành thì phải báo lành mà tâm ác thì quả báo dữ thôi phải không Chứ đâu có dài dài ra vậy Nhưng mà dài dài ra đó Thì không khéo nó trở thành mê tín Mê tín cho nên mình mới chia đủ thứ Cõi này cõi kia cõi nọ Nó tưởng đâu cái vùng đất riêng Nhưng mà người học đạo Thật sự nó chỉ có một vùng đất Của tâm thức mà thôi Do cái lăng, năng lượng Của tâm mình Vì lẽ đó đó Thì các quân đệ nên nhớ cái chữ tâm á mà mà tiếng mỹ á thì mình gọi gì quý vị nhớ không à mai đúng rồi học từ từ nha chữ tâm tiếng mỹ thì gọi là mai nhưng mà tôi thì tôi không biết cho nên tôi có khi tôi đọc là min hả <laughs> như vậy thì cái tiêu miên này á mình dịch ra là tri giác hả nó cái tiếng tâm đó bây giờ nhưng mà đặt lại nó ở đâu nó rắc rối vậy đó mới khó thôi nhưng mà sao vậy sao đọc mai à và anh nào đi mai. <laughs> đọc mai đọc thế gì cái min min đi <laughs> như vậy thì đối với tinh thần nhà phật á, thì cái tri giác còn gọi là biết mà cái biết thì nó có hai cái phương diện là vọng và chân như vậy chúng ta biết hiện bây giờ vinh đệ mình ngồi đây biết hết á nhưng mà một là mình biết sai lầm hai là mình biết chân lý thấy không biết sai lầm là biết cái gì tham thân si mạng nghi giả kiến thì gọi là biết sai lầm còn biết chân lý á, thì cái bước ban đầu là vô thường vô ngã khổ bất tịnh không nó cũng những cái đó ha bởi vì mình biết chân lý là mình nhìn xa ra mình nhìn tỏ rõ ra rồi cuối cùng mình đạt tới gọn lại là gọi là vô ngã là niết bàn như vậy thì cái 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 mai này cái tâm này cái tri giác này với tinh thần nhà Phật gọi là vọng và chân họ nó nói dài đó nó nhiều thứ lắm nhưng mà mình nói hai thứ chung quanh vậy thôi vọng là mình biết cái sai lầm chân là mình biết đúng như thật từ những cái đó mà đạo Phật bắt đầu chia ra nữa vọng nó có những cái gì và chân thì định nghĩa nó là sao À, cho nên nó có cái danh từ là chân như mà nếu nói chân á nó cho đủ là chân như á thì lại là coi như từ xưa cho tới nay là nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tướng <laughs> nếu nói chân cái thì không còn gì để nói á ly tâm duyên tướng ly văn tự tướng ly ngôn thiết tướng tất cánh bình đẳng như thị phá hoại cố danh chân như nếu nói chân như nó không còn lời gì, gì nói Chỉ gặp nhau cười nhau hiểu nhau Mình bây giờ mình đang vọng cho nên mình phân tích muốn chết Mình mình nói lỡ lời hay là mình nói lỡ không hết ý Mình ngồi mình phân tích hết lời này tới lời kia muốn chết mà Mà không hiểu nhau Cùng ngôn ngữ không hiểu nhau Chứ đừng nói chứ ngoài ngôn ngữ Cùng ngôn ngữ đây là mình, mình ngồi mình mình nói không hiểu nhau vậy cái mai này nó nó phải dễ đâu nó phải đâu phải dễ trị nó phải dễ hàng thuận đâu phải không mà nếu mà mình hằng sống được với cái biết á thì gọi là giải thoát còn ngược lại mà mình không sống mình không không biết á mình gọi là vọng tâm vọng thức á thì gọi là trói buộc là khổ đau trong vòng luân hồi bất tận đó là tôi nói về tâm Trong các pháp tâm dẫn đầu tâm làm chủ bữa nay là chỉ kể nội dung là tới cái vụ con keo kiệt thôi còn nội dung phải từ sao nữa để mà tôi phân tích chữ tâm và chữ nghiệp chữ nghiệp á tiếng phạn là Cạt ma mà tiếng bali là cam ma chữ nghĩa là hành động hay việc làm lập đi lặp lại thành một thói quen mà thói quen ấy gọi là nghiệp và chính nhờ cái nghiệp đó đó mà thúc đẩy con người hưởng cái phước lành hay là thọ cái báo dữ như vậy nghiệp này nó không có nhất thiết là phải nghiệp xấu nghiệp nó lâu nó kéo nó đẩy mà nó đẩy mình mình nói theo thế gian đi đẩy mình vô cái ngôi nhà cái dòng họ có đạo đức giàu sang phú quý hà đẩy mình vô cái dòng họ ác nhân sát đất cướp của giết người là do cái nghiệp nó đẩy <laughs> nó đẩy nó lôi mình hiểu như vậy cho nên cái hiện đời mình mới là gọi là tu chứ còn nếu mình không hiểu này các vị tu làm gì cho nó uổng công nó nhọc xác Mày đời ta ngủ tới 10 giờ xuống chết mẹ không chịu mình mới 5 giờ sáng gõ beng 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 ở Việt Nam mới 3 giờ à. Việt Nam 3 giờ thức chúng rồi. À, Mỹ này 5 giờ trong khi ngoài đời á, ăn cho khỏe á. ngày ăn hai trước không dịch lộn <laughs> tuần ăn tổ yến trưng tháng uống một miếng mật gấu ba tháng ăn ốc khỉ ngủ tới 10 giờ sướng gần chết không chịu mày đặt về điều chứ vô đây ăn chay <laughs> ăn chay mà tôi giao là không được ăn <laughs> đồ ngon nữa ăn rau luộc đồ không chi cực vậy quý vị nếu quý vị không có tu để biết nghiệp lành nghiệp dữ quý vị đừng làm mấy hành động nó làm gì trơn. đây nó xin lỗi nó thật vậy đó. các vị đến đến chùa đó với đạo để để gõ mỏ tụng kinh chơi để mà tụng kinh cho giỏi lại Phật có nhiều để ta khen nhà thờ đầy hết trơn để cho ta biết mình có đạo mình đi tới chùa mình ghi tên mình để mình nhúng qua nhúng lại sàn tới sàn lui rồi nay vui mai buồn để thể hiện cái tôi của mình thật sự đừng có thèm đi tới đạo đừng có tu khỉ gì hết trơn nên tu là phải biết cái nghiệp lành thì nghiệp chứ để nghiệp lành mình thọ quả báo lành cho mình lợi lạc cho người lợi lạc còn bây giờ quý vị mà không tu các vị không biết nghiệp lành nghiệp dữ quý vị thọ và báo dữ phải mình khổ cho người khổ không? Mình nói xin lỗi không phải tôi nói vậy tôi chê cười nếu lỡ quý vị không tu á quý vị sanh ra gặp sức tai gãy gọng nằm chỗ suốt bốn năm chục năm trường có nhiều mình nói xin lỗi có những đứa trẻ nó tội các gì thấy không nằm một chỗ thôi bốn năm chục năm trường mới chết nằm từ khi vừa lọt lòng cho tới bốn năm chục năm trường các vị thấy khổ không? Đứa bé đó khổ, mà xã hội khổ, người chăm sóc khổ. Còn ngược lại, nếu mình biết nghiệp lành, mình ráng tạo nghiệp lành, mình sanh ra để cho mình không khổ và không lôi kéo người cùng khổ. Như vậy thì mình một trong hai con đường mình phải chọn khi mình đến với đạo. Còn mà đến với đạo mà không học đạo Không biết mấy chỗ đó thì tôi nghĩ các vị đừng đến đạo làm gì hết Ý tôi nhấn mạnh như vậy các vị có quan hệ không Mình đến đạo phải học đạo chỗ đó Cho nên như vậy mà tôi thường là khuyên với các Phật tử á Mình đến với đạo mình phải tìm vị thầy dạy đạo cho mình Còn những như ông thầy đó ông tu dở tu giỏi gì cái chuyện của ông Nhưng mà ít nhất ông có cái pháp để ông dạy Ông hướng dẫn mình cho nên trong kinh thì mình đừng có dòm vào cái thân thế của ông pháp sư. Nói vậy không phải tôi nói tôi tôi ăn ủi tôi nghe. Quan trọng thầy đó cái pháp để dạy mình, có dẫn mình đi trúng đường hay không. Còn bản thân ông thầy đó giống như ai ăn lấy noi, tôi nói, nói đắc. Chứ còn bây giờ thầy nói vậy thì các gì hết? Thầy chỉ đi. Đời nay cái người nào đắc đạo rồi dạy đạo cho con thầy chỉ ông nội tôi cũng chỉ cũng không được nữa. Nhưng mà do cái năng lực của mình, do cái tính tâm của mình mình tính tâm trong sạch thì mình sẽ gặp được ông thầy trong sạch dầu ông đó cũng còn là phàm nhưng mà ít nhất ông cũng có cái pháp để ông dẫn mình đâu phải ông thầy <laughs> dạy học cho mình là ông bác sĩ ông mới dạy ra bác sĩ đâu ông nhà quê các gì đó hồi xưa các học được là ông thầy đổ dạy a bờ cờ không Bây giờ ibc mà ngày nay kỹ sư bác sĩ luật sư tổng thống hồi xưa cũng học ông thầy dạy a bờ cờ vậy chứ abc abc gì chứ bây giờ mình là bác sĩ nhưng ông thầy mình còn còn nông dân bởi vì sao cái giai đoạn đó rồi cái rồi nhiều khi mấy ông thầy làng bị sao bị cho nghỉ việc tại vì không có cấp bằng đó các vị thấy như vậy thì các vị mình đối với đạo mà học học tùy theo năng lực tùy theo cái tính tâm của mình tùy theo cái phước báo của mình mình gặp được một vị thầy nào dạy cho mình mình đi tìm tìm mà tìm học đạo chứ không phải tìm ông thầy cái chùa giàu tìm ông thầy đông tín đồ tìm ông thầy đẹp trai có nhiều bà đi gặp thầy nào đẹp trai thôi về khen đáo, khen để trò tôi thấy thương thầy đông đẹp quá chứ không xấu như thầy tài <laughs> tôi thí dụ vậy đó ừ, thành ra thôi chọc vậy thôi tới đây hết giờ tiếng hồ <laughs> nhớ tâm và nghiệp rồi tuần sau học tiếp còn bây giờ bắt đầu tối nay học kinh bác đại nhân giác và ngày mai cũng 10 giờ rưỡi bắt đại nhân giác có nghĩa là mỗi ngày học 4 ngày liên tiếp 10 giờ rưỡi và 7 giờ rưỡi tối tại 10 rưỡi sáng 7 rưỡi tối 10 rưỡi sáng nghĩa là 9 giờ rưỡi tối của Việt Nam 7 giờ rưỡi tối nghĩa là 6 giờ rưỡi sáng của Việt Nam Tôi xin thông báo vậy Thôi tới đây mình nghỉ Hồi hướng <laughs> Nguyện đêm công đức này Hướng về khắp tất cả đời Tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Qua hậu không quay quay chi bà già 95 tuổi.